Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà phố cực kỳ dài luôn nha quý vị. Ngang 4,5 m, độ dài lên tới 20 m, thiết kế 1 trệt và 3 tầng lầu. Căn nhà có hướng nam, phù hợp cho cô chú anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và căn nhà này đang tọa lạc trong một khu dân cư cực kỳ VIP, sát bên có những căn biệt thự rất là rộng, thuộc trục đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đặc biệt, căn nhà đang được chủ nhà đại hạ giá tới 2 tỷ đồng bán nhanh cho cô bác anh chị thiện chí mua nhanh. Một căn nhà phố rất là đẹp. Kế bên thì quý vị có những căn biệt thự sân vườn rất là đẹp này. Con đường trước nhà lên tới 6 m, đường nhựa, hẻm cụt, an ninh, thuận tiện cho việc di chuyển xe hơi, xe tải vào nhà. Rất là phù hợp cho quý anh chị cô bác chúng ta mua ở, mua mướn phòng công ty và cho thuê. Một căn nhà phố rất tuyệt vời. Ngang 4,5 m, độ dài lên tới 20 m. Thiết kế có sân sau, sân vườn thoáng mát. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng karaoke, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Căn nhà này phải nói là đẹp tuyệt vời luôn nha quý vị. Thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại, không gian xanh mát năm 2023. Và quý vị sẽ cùng em di chuyển vào bên trong căn nhà. Căn nhà có 2 lớp cửa, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm. Dưới tầng trệt là khu vực gara xe hơi, xe máy bên ngoài, phòng khách phía sau, phòng bếp, phòng khách ở giữa nhà, phòng bếp phía sau và phía sau nhà thì có thêm sân sau nữa. Khu vực gara xe hơi thì có đổ bê tông, ốp gạch 80 và ốp gạch tường lên cao phun trần, bên trên có đèn trần, đèn led. Di chuyển vào trong giữa nhà, đây là không gian phòng khách với sofa rộng kết hợp với chạy ảnh trang trí và những bức tường đổ ốp gạch trang trí rất là đẹp, bên trên có đèn trần, đèn led rất là lung linh. Và chủ nhà đang đại hạ giá 2 tỷ đồng bán nhanh cho cô bác anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Hùng chào bán cho căn nhà phố ngang 4,5 m, độ dài 20 m, thiết kế 1 trệt 3 lầu, có cả phòng karaoke này, chỉ còn lại là 10 tỷ 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng mạnh. Quý vị cô chú quan tâm thì alo ngay về cho bên em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà nha quý vị. Căn nhà này thì thiết kế 1 trệt và 3 tầng lầu, rất là phù hợp cho gia đình có người già, gia đình thích những căn nhà thấp lầu thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý. Phía sau nhà là khu vực gian bếp với bàn ăn, tủ bếp và không gian sân sau với một sân sau rất là rộng, có trồng cây xanh, có những bộ bàn ghế và có ốp gạch trang trí xung quanh. Khu vực sân sau này thì khá là rộng và rất là thoáng cho không gian kiến trúc của căn nhà. Với những căn nhà có sân sau như thế này thì quý vị sẽ được mở cửa sổ ra khu vực phía sau, khu vực sân, tạo cảm giác cho những cái phòng phía sau rất là thoáng nha quý vị ơi. Và quý vị sẽ nhìn lên căn nhà mình giống như hai mặt tiền trước sau này. Ngang 4,5 m, độ dài lên tới 20 m, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Quý chị cô bác mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày và tặng kèm full nội thất bên trong khi mua. Nhà thiết kế có chỗ đổ xe hơi từ 4 đến 7 chỗ, phòng khách, phòng bếp, sân sau, 4 phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sông hơi, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Và đây là căn nhà có hướng chính nam, ghé tây một tí thôi, phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý vị cô chú đang có nhu cầu tìm nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thích những căn nhà rộng, đường xe hơi to, gần với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, sát với sân bay Tân Nhất thì đây là một căn nhà rất là hợp lý cho đại gia đình chúng ta đến tham quan và sở hữu. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng, có đèn led, tay vịn và lan can làm bằng sắt nha mọi người. Lên lầu 1 này thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì ở phía sau chúng ta sẽ có giường ngủ 2 m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và tủ kệ tivi. Phía sau là hệ thống cửa sổ ra khu vực sân sau và phòng vệ sinh ở phía đằng cuối. Kế bên phòng vệ sinh thì có tủ áo và có lavabo rửa mặt bên ngoài. Bên trong không gian phòng vệ sinh thì có bồn cầu, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Giá bán chủ nhà đang đại hạ giá tới 2 tỷ đồng bán nhanh cho cô bác anh chị thiện chí mua nhanh. Quý vị cô chú đang có nhu cầu tìm nhà với tầm tài chính 9-10 tỷ mà bề ngang rộng từ 4,5 m trở lên, có bề dài lên tới 20 m. Thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho quý vị cô bác chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị sẽ cùng di chuyển vào không gian phòng ngủ số 3 này, phòng ngủ số 2. Phòng này thì quý vị sẽ có không gian phòng sông hơi, phòng tắm nằm massage thủy lực, có máy lạnh và không gian phòng ngủ sẽ nằm bên ngoài nhé. Đây là không gian phòng spa chăm sóc sức khỏe của căn nhà. Căn nhà thì thiết kế rất là đẹp, 1 trệt và 3 lầu. Diện tích căn nhà xây dựng dài nên chủ nhà có làm không gian phòng karaoke, phòng sông hơi và có luôn 4 phòng ngủ luôn nha mọi người. Không gian phòng ngủ số 2 thì có hệ thống tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh, giường ngủ 2 m, chăn ga gối nệm, bàn đọc sách, bàn trang điểm và có luôn hệ thống cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính, khu vực ban công bên ngoài. Căn nhà này thì sổ hồng hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, không cầm cố ngân hàng. Quý vị cô bác đến xem, tham quan
và gặp ngay chủ nhà để thương lượng thêm về vấn đề giá cả, cũng như là xem sổ hồng, xem giấy tờ hoàn công để chúng ta có thể chốt được một cái giá hợp lý để chúng ta mua căn nhà với giá tốt nhé. Giá bán chủ nhà đang giảm sâu cho căn nhà ngang 4,5m, độ dài 20m, thiết kế theo mẫu kiến trúc nghỉ dưỡng năm 2023 này chỉ còn 10.800.000 đồng và còn thương lượng mạnh. Và quý vị đang nhìn lại không gian phòng spa với không gian bồn tắm nằm, massage thủy lực, phòng xông hơi khô đá nóng, tắm đứng, tắm nằm và khu vực bên trên. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4 kết hợp với không gian phòng karaoke gia đình nhé. Quý vị đang cùng em Huy Hùng tham quan căn nhà phố ngang 4,5m, độ dài 20m, 1 trệt 3 lầu. Chủ nhà đang giảm sâu tới 2 tỷ đồng bán gấp để lấy tiền về quê sinh sống nha quý vị. Và giá bán như vậy là rất là rẻ và quý vị đang đến với không gian phòng karaoke. Phòng karaoke thì có màn hình tivi này, có sofa, có dàn karaoke âm thanh và có hệ thống cách âm bên trong phòng karaoke này nha quý vị. Kế bên không gian phòng karaoke sẽ là không gian phòng ngủ số 4 với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, cửa sổ và cửa ra ban công, có trồng cây xanh bên ngoài, kết hợp với tủ áo và có màn rèm. Phòng ngủ số 3 này thì có vệ sinh trong và được thiết kế rất là đẹp. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 3, phòng ngủ kế bên không gian phòng karaoke gia đình. Với giá bán là 10.800.000 đồng và còn thương lượng mạnh, quý vị cô chú đang có nhu cầu tìm nhà với diện tích lên tới gần 100m2 thì quý vị hãy đến tham quan ngay cái sản phẩm nhà phố ngang 4,5m, độ sâu 20m này nha quý vị. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3 và ngoài đây là không gian phòng karaoke. Và quý vị sẽ cùng em di chuyển ra không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng của căn nhà nhé. Căn nhà đang có hướng chính là hướng nam và tọa lạc trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ đường 6m. Kế bên có những căn biệt thự sân vườn rất là bự, thuộc trục đường Lê Văn Thọ thông ra Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cô bác đang có nhu cầu tìm nhà gần với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 15 phút đi xe máy, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút thì quý vị cô bác hãy ghé tham quan căn nhà ngang 4,5m, độ dài 20m đang được chủ nhà đại hạ giá tới 2 tỷ đồng bán nhanh, chỉ còn 10.800.000 đồng và còn thương lượng mạnh này nha quý vị. Và chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất tặng kèm và có luôn phòng vệ sinh trong. Và quý vị sẽ cùng em Huy Hùng di chuyển lên bên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt, phòng thờ, khu vực sân thượng trước sau và khu vực BBQ ngoài trời của căn nhà phố siêu đẹp này. Căn nhà này thì chủ nhà xây rất là chắc chắn và kiên cố, phải nói là một trong những căn nhà có thiết kế đẹp, độc và sang trọng bậc nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và đang có mức chào bán ra tương đối hợp lý cho quý vị đang có nhu cầu tìm nhà. Và quý vị sẽ lên không gian sân thượng sau. Sân thượng sau thì quý vị sẽ có không gian giặt đồ, khu vực bếp trên sân thượng và có lợp mái cũng như là rào chắn xung quanh rất là tuyệt vời. Hai bên tường thì chủ nhà có ốp gạch lên cao phun tường rồi, rất là chắc chắn nhá. Một không gian bếp trên sân thượng này với khu vực rửa và khu vực đặt bếp cũng như là tủ bếp. Và quý vị sẽ cùng ra khu vực không gian sân thượng trước với không gian phòng thờ và khu vực sân thượng trước để chúng ta tổ chức những bữa tiệc gia đình bên ngoài không gian sân thượng trước của căn nhà. Ở đây không gian phòng thờ thì có để bộ bàn ghế mây này và có rào chắn và làm khung bao xung quanh, bên trên có lợp mái chống nóng và ốp gạch trang trí rất là đẹp. Và phía bên ngoài sẽ là không gian sân thượng trước. Và giá bán chủ nhà đang giảm mạnh chỉ còn 10.800.000 đồng. Quý vị cô bác quan tâm đến căn nhà ngang 4,5m, độ sâu 20m, hướng chính nam này, hãy alo về cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Giá bán chủ nhà bán sẽ tặng lại toàn bộ nội thất bên trong như trong video em Hùng quay. Và quý vị cô bác đang tìm nhà rộng, đường to, gần với khu biệt thự và sang trọng, xe hơi ngủ trong nhà thì căn này phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị cô bác chúng ta đến tham quan và sở hữu. Liên hệ xem nhà bên nhà đất Hùng, quý vị sẽ rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn. Có căn chúng ta sẽ được thương lượng rất là mạnh nha. Và những căn nhà bên em thì sẽ có sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Quý vị cô bác quan tâm thì alo cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí. Nhà đất Hùng còn rất nhiều sản phẩm nhà đẹp, giá tốt đang chờ đón quý vị cô bác chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại.